Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đã có những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của những cánh rừng ở huyện Bảo Thắng. Vì vậy, địa phương này đã và đang triển khai tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp. Thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm Bảo Thắng và Đội Quản lý Thị trường số 5 đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập tổ công tác ở các xã thị trấn tổ chức kiểm tra rừng, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ nhằm phòng cháy chữa cháy rừng và chống buôn lậu lâm sản. Đấy, muốn nâng cao hiệu quả trong công tác pháp chế, trong công tác quản lý bảo vệ rừng thì nó có mấy cái. Thứ nhất là chúng tôi tham mưu cho ban huyện rà soát lại các cái điểm nóng vi phạm luật lâm nghiệp đấy, và chúng tôi đồng thời chúng tôi chỉ đạo kiểm lâm địa bàn là thường xuyên rà soát xác định các cái điểm nóng trên địa bàn mình quản lý, từ đó là xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các cái điểm nóng đó về khai thác này, về phát phá lấn chiếm cái đất rừng trên địa bàn huyện. Cái thứ hai là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện, và chúng tôi cũng tham mưu cương quyết là đình chỉ hoạt động hoặc là buộc tháo rỡ máy móc cũng như là cái thiết bị đối với các cái cơ sở hoạt động kinh doanh chế biến mà không đúng quy định. Hiện toàn huyện Bảo Thắng có 136 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản. Từ đầu năm 2020 đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện cũng đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 104 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản. Thông qua các hoạt động đã kịp thời phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm lâm luật về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật và vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong chế biến lâm sản. Qua đó, đã xử lý hành chính nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 24.500.000 đồng, tịch thu 6,362 mét khối gỗ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền xử lý nghiêm khắc đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các chủ cơ sở, từng bước đưa hoạt động chế biến kinh doanh vào nền nếp. Tất cả cái gỗ đầu vào của xưởng đây là của bà con ấy, là họ khi họ khai thác họ mang sổ đỏ lên xã, và sau 1 đến 2 ngày là các đồng chí kiểm lâm là trực tiếp vào làm thủ tục để tất cả những lô đầu vào ở xưởng là được giám sát rất là chặt chẽ. Thì bên doanh nghiệp thì cũng được hưởng lợi từ cái chính sách của chính phủ, và bên kiểm lâm thì rất là may mắn cho công ty qua cái thời kỳ khó khăn này, là cái đầu vào thì ở đây người dân người ta cũng trồng nhiều. Còn cái quy định thì cái thứ nhất là tất cả những cái gỗ bên ngoài thì công ty không sử dụng. Với những cố gắng của địa phương, thời gian qua việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn của huyện Bảo Thắng đã và đang có sự chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít những tồn tại hạn chế, như các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ chưa thực hiện tốt các quy định về môi trường, khói bụi, tiếng ồn, phòng chống cháy nổ. Do vậy, Hạt Kiểm Lâm huyện cũng đã triển khai một số giải pháp để khắc phục tạm thời tình trạng này. Cái giải pháp trước mắt này đối với chúng tôi thì cũng đang coi như là đi kiểm tra, đồng thời là cũng đối với nhân dân là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến tiếng ồn, liên quan đến cái môi trường, thì chúng tôi cũng động viên bà con là cái đối với cái sản phẩm ví dụ như ván bóc ấy, mà đầu mẩu gỗ hoặc là các cái sản phẩm mà dư thừa đấy, là chúng tôi cũng động viên bà con là gom thu gom để bán cho các cái cơ sở làm chế biến cái than để xuất khẩu, chứ không đốt tại chỗ, nó ảnh hưởng cái môi trường. Cái hai nữa là cái môi trường về tiếng động, là chúng tôi cũng vận động bà con là làm việc có giờ. Về giải pháp lâu dài, Hạt Kiểm Lâm huyện cũng đã tham mưu cho huyện quy hoạch quỹ đất đưa các cơ sở chế biến lâm sản vào khu tập trung, đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền luật lâm nghiệp với các văn bản liên quan, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng vi phạm.